Hello, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đến với video tiếp theo trong series event tuần mới với sự ra mắt cực kỳ mạnh mẽ của em Boa Lilith anh em nhé. Và trong video này thì mình sẽ cùng anh em chơi quả event đó chính là tặng hoa mỹ nhân anh em nhé. Đây, ở trên fanpage của game thì cũng đã ra một cái event đúng dịp 20 tháng 10 luôn, nhưng mà mang tính chất hút máu cực cao. Nhưng mà mình biết là như thế, nhưng mà mình vẫn bán một quả thận đi và mình nạp vào đây một tí. Hôm qua thì nạp vào để lấy em Boa Lilith mà. Rồi thì mình sẽ nhận lượt luôn nhá. Ở đây thì có những cái cách để nhận lượt này. Đây, đầu tiên là anh em đăng nhập vào phát thì nó sẽ có cái phần nhận lượt. Đây, thêm lượt đây. Đó, điểm danh này, chia sẻ sự kiện thì cái này anh em có thể là chia sẻ trên Facebook. Sau đó là để chế độ chỉ mình tôi thì cũng vẫn được nhá. Còn cái này là xem video sự kiện thì em cứ ấn vào đây phát là được luôn. Nạp thẻ 18.000 đồng được một lượt thì ngày hôm qua mình nạp 600 thì phải được 30 lượt mất. Tích lũy nạp thẻ này, đây. Nhận luôn này, đạt 30 lượt từ nạp thẻ luôn anh em ơi. Ok la. Thế thì bây giờ mình sẽ đi tặng hoa thôi. Tặng cứ tặng 10 lần nhỉ. 35 mà, 35 tặng 10 lần đi. Ok, được cái gì đây? Cốc bia, xu vòng quay. Vách trưởng, đây là x1 hay là x10 đấy. Thêm phát nữa. Tặng 10 lần, kim loại này, có gấu bông này anh em này. Hai gấu bông luôn. Wow, có hai gấu bông liền nha. Xịn cho. Úi dồi, ui gift code này. Ui, mình có gift code luôn anh em ơi. Tí nữa mình nhập luôn. Tặng hoa một phát. Có luôn. Một phát nữa đi. Ủa, Belly. Phát này thì sao đây? Lại đá cường hóa. Úi dồi, đá nâng đồ. Và trời ơi, bực thực sự luôn anh em ơi. Gấu bông, tốn gấu bông x2 thì mình đổi được cái gì đấy? Ủa, kỳ lạ nhỉ. Gấu bông x8 là đổi được cái gì nhỉ? Không hiểu luôn. Và đây, nếu như mà tổng lượt của mình đang là 41.000 lượt tặng hoa rồi. Kết thúc sự kiện mà đạt mốc này thì sẽ là gì? Dương Lính Trì, mảnh tướng SSL2, búa gỗ. Cái gì? Cái này thôi à? Được có 3k búa gỗ là ngon này. Ok, lượt tặng hoa đạt 50 thì là có thêm mảnh này. Nhưng mà đạt 100 lượt là có thêm một em nữa. 200 lượt là có thêm một em nữa. Ôi dồi ôi, càng ấy nhờ. Yeah. Xịn xò chưa? Ui, xếp hạng của mình 100 cộng luôn. Các bố đây đã tặng đến tận 380 lượt rồi. Sợ thực sự luôn nha anh em. Rồi, thế để mình thử xem đổi cái này x2 được cái gì nhá. Thuyền trưởng đã đổi hộp số 1 thành công. Quà sẽ gửi vào game trong ít phút này. Tiếp tục đổi số 2 thành công này. Quá, gấu bông không đủ. Ôi dồi, thế là mình nay mình có 4 gấu bông à? Hai cái hộp này là gửi trong game thì có cái gì nhỉ? Ủa, nhưng mà lúc này gift code đâu? Thì gift code lịch sử. À, đây rồi, có cái gift code đây anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ nhập luôn để xem được cái gì nào. Ưu đãi nào, cùng nhập quả code để xem được cái gì nhá anh em ơi. Có code là thấy ngon ngon đấy. Cứ có code là thấy ngon rồi, mình không biết là phần thưởng là cái gì. Rồi, nhận thư nào. Lúc nay mấy cái phần quà in game nó có gửi luôn trong thư nhỉ? Đây, có thật này. Ủa, có 500 kim cương, 69 cốc bia vàng. Ui, vách trưởng vậy. Mảnh ghép Boa Lilith luôn này. Holy shit. Thật sao? Ui, vãi nồi vậy. Căng đét anh em ơi. Wow. Sự kiện tặng hoa ngọt vậy. Được qua nhỉ. Phê anh em ơi. Ui, còn có 10 đá xanh dương luôn này. Đóng luôn. Nhận thưởng anh em nhá. Nãy giờ mình cũng nhận thêm được mấy cái mảnh album này, mình sẽ vào mình ghép luôn anh em ơi. Có cái này chưa ghép được này. Ủa. À đây bên này anh em ạ. Đây, cái này là có 1.800.000 lục thức. Bây giờ là chưa lên E5 anh em ơi, nên là chưa mở được cái lục thức nha. Thôi, còn mảnh nữa mở nốt này. Xui thế. Phát nữa đi. Ủa, kỳ lạ ấy. Rồi, may quá. Ok, có điểm lục thức và nhận thêm 500 cái thẻ huyền bí nữa này. Vậy là full ở cái album số 2. Bước sang album số 3 thì mở được một phát đầu tiên. Thứ 2, thứ 3 này. Đây rồi. Mở thôi. 16.000, 169.000 máu cho cả team luôn. Hy vọng là có thể là ghép full được luôn nha. Hai mảnh này. Ba mảnh không bị trùng. Tuyệt vời. Úi, đúng rồi, cứ trong góc thì là ngon đấy. Úi, hai mảnh trong góc liên tiếp này. Trong góc tiếp, hay. Giữa này. Ok à. Góc trên bên trái đi. Góc trên bên trái đi. Trời, góc dưới bên trái cũng được. Ok, đấy.
hai. Còn một mảnh cuối cùng thôi anh em ơi. Úi ôi, cố gắng lên, tiết kiệm đi nào. Còn 2000 thẻ huyền bí, hy vọng là sẽ đủ nha. Vãi nồi, đùa à? Trời, đừng có bảo là phun bao nhiêu mà không ghép được một mảnh nữa nhá. Vãi nồi, đùa thật đấy. Hỏi chấm, ngoại cay thực sự luôn anh em ơi. Bao nhiêu là điểm thẻ huyền bí thế mà không ăn thua. Cú vãi nồi anh em ạ. Tiếp tục là đi thử vận may anh em nhá. Trong video này sẽ toàn nhân phẩm là nhân phẩm thôi. Nhưng mà nhân phẩm gì đấy anh em ạ. Ok, mình check qua xem mảnh ghép của mình có những em gì chuẩn bị nâng cấp được lên này. Có boa một em này, thiếu hai em nữa là lên được đấy. Quan trọng là trong này nó phải hên cơ. Có ra em boa không? Ôi Margaret, em này thì ra cực kỳ nhiều luôn nha. Hốn thế nhở. Quay, chứng tỏ sự kiện lần này ngon phết nhở. Mình cũng không rõ là trong mấy cái dương này thì dương nào có kiểu là em boa hay là ở trong cốt của em boa. Mà tự nhiên mình vào nhận chơi event xong các kiểu xong nhận cốt các thứ nữa là có luôn em boa thật anh em ạ. À, đây này anh em này. Khi tích lũy đạt 30 lượt từ nạp thẻ vào game, tức là nạp khoảng 600k đấy, là chắc chắn có luôn mảnh Lilith 50. Ồ, bảo sao. Ảo ma Canada thực sự luôn nha. Rồi, nhưng mà thế này là cũng ngon lành rồi nha anh em. Đây. Còn phần quà mà đổi gấu bông đây anh em ạ. Hộp số 1 là mình có Belly 5 triệu này, đá IP 10 triệu, đá cường hóa X10, su vòng quay 40 và copy vàng 20. Ok. Hiểu anh em nhá. Rồi, còn lại là xem nào, quà gift code đây này. Thì mừng lễ 20 tháng 10 là có Belly này, cốc bia vàng kim cương. Còn xả nữ vương Bo An Cóc là có dương may mắn này, có thùng bia, có kim cương. Tương tự như thế, nữ hoàng đẹp nhất Amazon Lily là có dương may mắn Boa Lilith này. Rồi, ok. Đây, có mấy phần quà kiểu như là mảnh tướng SSL1 nữa. Dương lính 99 sao, thùng bia 20 nữa. À, ngon. Hiểu anh em ơi. Cũng khá là ổn áp đấy. Thế thì mình sẽ cho đi nốt 81 cái cốc bia vàng này để xem đạt mốc tiếp theo là cái gì nhá. Liệu rằng là có nhận được thêm thùng bia hay không. Tầm này thì mình cứ chơi theo kiểu nhân phẩm thôi anh em ạ. Cứ 10 thùng 1 mình vã vào trong cái hệ sinh khí thôi. Nếu như mà có được em Boa Lilith nào nữa thì ngon em đấy. Để có thể là nâng cấp em nó lên E3 nhá. Mình khả năng cao, có tiềm năng là nâng cấp được lên E3 đấy anh em ơi. Rồi luôn, Raizo này. Ủa, cũng được. Rồi, có thư ngay, mình biết mà. Có mảnh L1 luôn, 20 thùng bia. Rồi, chơi luôn anh em ơi. Hên xui. X10 nào, biết đâu lại ra. Trời ơi, không ra lần này thì ta cày kiểu khác. 800 kim cương. Ok, mảnh này, ghép. Em gì? Úi dồi, Magellan à? Magellan thì chả ăn thua mới đâu. Rồi, ghép mảnh đen rồi. Quay lại chiêu mộ đặc biệt thùng bia nào. Boa Lilith. Úi dồi, Baby Fire là mấy quần que gì trời ơi. Tiếp tục này, xả trong này đi. 10 mảnh cá ngựa lão đi. Cá ngựa lão, 10 mảnh thôi cũng được. Xin đấy. Trời ơi, tôm vàng. Và thôi rồi, không có mảnh cá ngựa lão anh em ơi. Mình đang cần nâng cấp em nó lên 1 sao quá. Cú thực sự luôn anh em à. Đúng rồi, và kim tự tháp múc luôn em Yamato cái. Dạ, đồng ý luôn này. Ô, có Sanji luôn này. Mỗi tuần là bây giờ Sanji thì cũng không chơi nữa rồi. Shop Wano. Căng nhỉ, Shop thì cũng mạnh. Mỗi tuần là mình lại đã không chơi anh em ạ. Ồ, thôi, chơi em khác đi. Em nào ngon hơn đi. Mà trong đền của mình đi. Trời ơi, hết ông con rồi đến ông bố. À, shop rơi ải có này. Shop rơi ải mua thêm hai cái dương nữa được không ta? Có luôn, được hai dương nữa, hết sạch luôn, cạn kiệt dương rồi anh em ơi. Quay trở về mở hai dương này đi, biết đâu lại ra 100 cốc bia vàng là ngon lành luôn. Tầm này là mình chỉ cần cốc bia vàng thôi anh em ơi. Đâu rồi, đây ơi, cốc bia vàng đi. Trời, đen dữ trời.